chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật mà xử lý cây bơ búp không bị rụng trái. Khi mà trái nó đã nằm giai đoạn lứa thứ hai á, trong mà trái gần mình gãy trứng gà vẫn bị rụng á, thì hôm nay mình sẽ quay hướng dẫn cho bà con nông dân. Thì cái clip này hiện tại mình chỉ bà con nông dân thực hiện trực tiếp luôn, phun phân và thuốc để thảm cái độ ngọn của cây bơ búp nó không bắn đọt á. Và cái thứ hai có nghĩa là phun thêm thuốc phân bón lá và thuốc chữa trái chống rụng trái. Thì toàn bộ những cái thuốc này á thì xuất xứ từ thuốc Nhật hết. Nhưng cái clip này á mình hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật mà làm sao để cho những cái trái bơ búp chúng ta không bị rụng khi chúng ta nó lớn như quả trứng gà thôi. Hiện nay á cái tình trạng mà bơ búp rụng á thì rất là nhiều, thì cái giá thành của bơ búp á nó cũng rất là cao. Bà con nông dân chúng ta nó làm rất nhiều cách á nhưng mà nó vẫn rụng bình thường. Cái đó là thứ nhất mình khuyên bà con á, là bà con sử dụng không đúng thuốc nè, không đúng kỹ thuật á, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà bơ nó sẽ rụng. Còn bà con cứ để ý á, cái này mình sẽ chia sẻ cho bà con cái kỹ thuật mà bà con áp dụng mà làm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là thuốc, vì không phải cái thuốc nào chúng ta phun vào thì cái khiến cho quả đậu hầu như á, chúng ta tìm đúng thuốc. Không phải là bà con phun siêu lăng hay là siêu đạm hay siêu gì hết á thì nó sẽ đậu. Cái đó là cái quan trọng nhất của cây bơ búp á, là cái giai đoạn này bà con nên thảm ngọn. Bà con để ý á, những cái cây bơ mà nó rụng trái hầu như là những cây bơ đang ở giai đoạn mà đang đọt non. Là cái thứ hai nữa là bà con không phun đậu trái và đậu hoa. Hai cái đó là hai yếu tố quan trọng nhất. Và cái yếu tố thứ ba đó là dinh dưỡng. Thì với cái clip này á, mình hướng dẫn cho nông dân á, là đầu tiên là phun trên lá, toàn bộ bộ phận lá. Và cái thứ hai á, là đến bộ phận đó là trái. Thì cái clip mình quay bà con trực tiếp vào buổi chiều gần mát, nói chung là tầm gần 4 giờ chiều mát rồi thì cho nông dân phun luôn. Thì đây là cái bô này nó rất là sai, nhưng mà khi nông dân kêu mình vào hỗ trợ kỹ thuật á thì cũng muộn, cũng tiếc cái phần là trái rụng dưới gốc rất là nhiều. Mình sẽ quay trực tiếp dưới gốc cho bà con xem để bà con thấy được cái sự tiếc của nông dân ta khi chăm sóc cây bơ búp không đúng thời hạn, không đúng thời gian của nó làm cho nó rụng hết. Đó bà con nhìn nè, trái rất là sai đó. Bà con nhìn đi, trái rất là sai và đẹp đó. Thì cây bơ búp á giá thành nó cao nên bà con cái giai đoạn người ta chăm sóc á, thứ nhất là trái bóng trái đẹp, trái không nổ này, cái thứ hai là không rụng này, cái thứ ba là kéo dài được thời gian của nó lâu, thì càng lâu thì giá thành càng cao. Đó bà con nhìn đi, toàn bộ trái rụng rất là nhiều nè. Mình rất là tiếc một cây bơ này á, nó nằm năm ba thôi. Nếu mà đậu hết lượng trái này xử lý sớm á, khi mà giai đoạn nó vừa ra đọt non chúng ta hãm lại giữ lại hết á thì nó đậu rất là nhiều, nhưng mà rụng hết một nửa rồi. Cái số trái rụng á hầu như là gần chiếm 1/3 của cái lượng bông mà đậu lúc trước. Thì bây giờ trung bình cái cây này á, cũng tầm khoảng được 30 kg, thì với giá thành á, là tầm 100.000 á, thì 30 kg chúng ta cũng được 3 triệu thôi. Thì nên á, mình khuyên bà con á, nên có cái chế độ mà chăm sóc phù hợp với cây bơ búp. Còn những nông dân nào chưa có thể mà biết về cái kỹ thuật này á, thì bà con vui lòng gọi số điện thoại dưới, mình sẽ hỗ trợ cho bà con về cái kỹ thuật chúng ta làm cho cây bơ búp nó đậu. Thì cái giai đoạn bây giờ á, thì bà con làm vẫn còn kịp, chứ đừng để thêm vài tháng nữa thì tất cả nó sẽ rụng. Vì cái giai đoạn gần đây á, là cái giai đoạn mưa thất thường nên cây bơ búp nó rụng sẽ rất là nhiều, nên hầu như á, tất cả các vườn á, đều bị rụng. Thì với cái vườn bơ búp này á, thì mình cho anh nông dân này tiến hành phun luôn trực tiếp luôn, thì để tránh cái tình trạng mà chỉ cần qua một ngày á, thì nó dính một ngày mưa một ngày nắng thì nó rụng rất là nhanh. Thì với cái mô hình này á, thì hầu như ở trên Đắk Lắk á, thì nông dân đều sử dụng cái hiện trạng là ghép cây bơ búp vô cây bơ thường để cho nó ăn rất là nhanh. Thì với cái bơ này bà con xem nè, có trái hết luôn, mới ghép được có chưa đầy một năm á mà là có trái hết rồi. Thì cái này ghép vô thì rất là nhanh, nhưng mà bất tiện cái là nó hơi cao, nó cao hơn như so với cái cây bơ búp thường của chúng ta, nhưng mà nó mang lại hiệu quả cũng rất là cao, trái rất là sai. Thì với cái tình trạng mà rụng bông rụng trái ở tình hình ở Buôn Hồ Đắk Lắk chúng ta thì nó bị chung á, bà con năm nay á, mất mùa hết, hầu như là tới 80% bà con chúng ta mất mùa. Nên cái clip này á mình quay thực tế cho bà con nông dân để chúng ta nhìn được một cái cách xử lý của anh nông dân này. Thì mình cho nông dân này phun kỹ nhất là trên ngọn, cái thứ hai nữa là phun trên trái, vì hai cái này là hai yếu tố quan trọng nhất để cho cái cây bơ chúng ta nó hãm được cái đọt non, nó không bị phát đọt non, thì lúc đó nó sẽ đủ dinh dưỡng để nuôi trái và không bị rụng trái. Sau đó chúng ta phun vào cái đầu trái. Thì với thuốc á thì bên mình hỗ trợ bà con nông dân này là hoàn toàn là thuốc Nhật, nó không có một cái gì ở thuốc của Việt Nam chúng ta hết. Nên bà con ai cần hỗ trợ thì bà con có lòng số điện thoại dưới để mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật bà con về cái tình hình đậu bơ búp. Cái tên thuốc thì cũng nó khó nói lắm, nó nói không được, tí mình sẽ gửi cái hình ở trên toàn clip cho bà con xem về cái thuốc. Thì hầu như
tất cả cái cây ba bút nó đều đặc điểm sinh lý nó là phát đọt non vào giai đoạn là ra trái, nên cái này mình chia sẻ với bà con để bà con những ai chưa xử lý được thì bà con có thể xử lý để trong mùa bà con được bội thu và mang lại năng suất để chúng ta phấn khởi trên công việc làm nông của chúng ta. Thì bà con cứ theo dõi hết clip và đăng ký kênh để có những cái video hay của nông nghiệp ở vùng hồ Đắk Lắk và tỉnh Tây Nguyên chúng ta nói chung. Thì đó bà con xem nè, đã phun hết. Thì cái việc mà chèo cây cao để phun thuốc á, thực sự nó rất là cần, nhưng mà vì cái bơ bút này nó ăn rất là ngon, thứ hai nó giá thành nó cao thì bà con chịu cực một chút xíu, nên năm nay mình khẳng định nó là giá bơ bút nằm từ 100 đến 200 nghìn, rất là cao. Sản lượng bơ này sẽ không đủ để cung cấp cho bà con nông dân ở trong nước, chưa tính cả là ở nước ngoài. Thì cái vườn mô hình của anh nông dân này á, ở anh Sơn á, thì anh trồng được gần như là 300 cây bơ bút, mà anh không có lâu nay anh làm việc nhiều quá cho tiêu á, anh không có để ý á, thì nó bị rụng hết đó. Bà con xem là dưới gốc rụng rất là nhiều đó, rụng rất là nhiều á. Thì khi mình vô thăm vườn kiểm tra thì nó cũng đã hầu như là gần muộn rồi, nhưng mà anh cho anh nông dân này anh khắc phục luôn á, thì thấy tình hình cứu vãn được á, thì cái lứa trái này hầu như là cũng 80%, vì chúng ta hãm đọt được á thì lúc đó thì khả năng trái nó sẽ đậu được nhiều đó. Mình cho anh phun, bà con cứ để ý đi, đọt rất là xanh, rất là tốt đó, cây nào cũng rất là xanh, rất là tốt á, nên anh cho phun hết. Những cái cây nào còn được khoảng cỡ 20 đến 30 trái, là những cây được 100 trái thì anh phun hết, kể cả bơ thường và bơ bút, tất cả bơ đều rụng. Bà con cứ để ý, với thời tiết khí hậu nắng mưa thất thường như này sẽ rụng hết luôn đó. Bà con xem nè, rụng hết, rụng quá, nhìn rất là tiếc á. 100.000 một ký là rụng cỡ này, nếu một sản lượng đã đậu hết đó, thì chúng ta rất là thích. Nên việc phun thì mình cũng khuyên bà con á, nếu mà có máy phun thì rất là nhanh, nhưng đây là bình điện bình tây nên nó hơi lâu một chút. Rồi một lần nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, thì cái clip này hơi dài nên bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi tất cả clip ở kênh nông nghiệp này. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.